tới đâu rồi, kéo khẩu trang lên. Tới đâu rồi? Sao cái này không có gì ta? Phè với đầu trắng phèo à? Quanh kia cũng có nó tên đằng sau á, ở sau lưng có nữa. Qua đây, qua đây có cái khác nè, qua đây, qua đây. Không có ghế, bên này không có ghế, kéo khu trang lên. Rồi đi, đi. Đây không có ghế, đi. Chạy, chạy tới chuẩn bị. Ê, đi ra. Đi ra. Dạ. Ơi. Ôi cái này mình đi tắm đi. Đi tắm không? Dọc nước đi, dọc nước. Đây, cái gì thế? Cái gì? Kem đậu xanh. Đây, có hàng ngay góc Trịnh Văn Nghị với quốc lộ 50, bán rất nhiều đồ chơi, ok luôn. Quá là đồ chơi. Đó, đồ chơi hôm nay là loại mắc tiền. Còn ngoài kia là loại cao tiền. Chạy lên coi loại cao tiền nha. Đây, đây hỏi nè. Coi. Kéo ra, kéo ra. Vừa hỏi vừa kéo. Hỏi, hỏi. Rồi. Cầm. Tìm nhạc trưởng. Hỏi. Vừa hỏi vừa kéo vậy đó. Hỏi mạnh lên. Thôi. Thôi thôi được rồi. Tên mấy đầu vậy tên? Tên. Ở trong đây cũng còn đó nè tên. Con mẹ. Thôi cái đó bên bên đi đi hồ coi mà. Tên mấy đầu vậy? Không có nhà mình có một bùa rồi.
cho nên đâu giờ được hưởng đâu cái gì rồi. Ủa cái này bộ hả, mà lấy bộ khác đi. Thôi kệ. U lăng. Ê u lăng vàng hảo nè. Lấy gì vậy? Đưa cho coi coi nè. Tin, đưa cho xem. Rồi thì lấy nó đi. Bà tính làm gì mà, tính làm gì mà tính được mua vậy? Giao hàng phải không? À, dở quá. Lấy cây đó hả? Đọc số. Ok chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.